Vâng, đây là cuốn video đặc biệt, mặc dù cuộc giao dịch tuy là nhỏ thôi, chỉ có 8 triệu rưỡi, với 3 phôi xanh Nam Điền rất đẹp của nhà vườn Vũ Phong, Nam Định. Các anh đã giao lưu được với nhau đúng lúc tôi có mặt ở đây. Đấy, thế mới là cái... đang đếm tiền, anh đếm cẩn thận nhá, đừng có đếm quá này, 9 triệu rưỡi nhá. Đừng có thừa nhá. Đấy, đến 8 triệu rưỡi thì dừng lại nhá. Vâng. Cảm ơn các anh. Cuộc giao lưu tuy nhỏ thôi nhưng mà Đỗ Sinh với nhiều người đứng đây chứng kiến cũng cảm thấy rất là vui. Đây là cái bệ thứ nhất này. Với 3 bệ xanh này ở cuốn video cách đây khoảng nửa tiếng tôi đã chia sẻ với nhà vườn Vũ Phong trên một cuốn video. Đấy. Đây là bệ thứ hai. Và chính cái người mua bệ xanh này trong khi tôi chia sẻ, anh ấy cũng đứng ở đây. Anh đang làm phóng sự tí nữa. Anh đang ở chợ Sơn Tây. Chợ Sơn Tây, chú đi ra đây đi. Anh đang dừng máy anh quay nhá. Còn chơi. Rồi. Đây là bệ thứ hai này. Còn đây là bệ thứ ba. Vâng, 3 bệ xanh này với giá giao dịch là 8.500.000. Được, nói chung là được anh ạ. Bình quân đến lúc về anh đầu tư chậu này, xe trở về và chậu này, tôi cho là 10 triệu đi. Bởi vì mỗi cái này anh phải có 500 tiền chậu nữa. Đấy, tôi cho là 10 triệu đi. Anh sẽ có 3 bệ xanh giá 10 triệu, bắt đầu chơi từ bây giờ và vừa chơi vừa làm để cho hoàn thiện. Vâng. Thiết là do mình. Vâng. Và sau khi anh mua xong 8 triệu rưỡi 3 bệ xanh này, rất nhiều người đứng đây mà cảm thấy tiếc vì mình không mua được. Lại tiếc không mua được. Đấy, đấy, cái câu ý mới đúng là đấy. Giá trị. Giá này thành ra là mình đã đi mấy triển lãm. Vâng. Hết rồi. Và nhất là có một bác có tuổi hơn cả, tóc bạc bạc kia, bác có nói là thực sự mà tôi mà biết thì tôi cũng sẽ mua, chứ không để đến cái anh này mua. Vâng. Và chính anh mua, anh đã đi cùng với tôi làm phóng sự cách đây khoảng nửa tiếng ở nhà vườn Vũ Phong. Với 3 phôi này thì anh đã để ý. Vâng, xin chúc mừng anh nhé. Vâng, và tôi lại gặp cái ông đi buôn dây đồng. Vâng, đây là đồ nghề của ông ở đây. Nói đùa thôi, đây là ông làm cái nghề là lắp đặt truyền hình cáp. Đấy, vâng. Thế bây giờ ông đi xem cây, ông đã tìm được cây nào chưa? Chưa. Vâng. Tìm mãi từ hôm vừa rồi, từ không thấy đâu. Được cây nào à? Được rồi, hôm nay lại gặp Đỗ Sinh ở đây. Đang bảo hương sắc Đỗ Sinh tìm giúp cây vậy. Vâng, thế ông có thường xuyên xem cái chương trình của tôi không? Có, vẫn xem, em xem suốt đấy chứ. Vâng, cảm ơn anh nhá. Xem nay là Hoàng. Và đây là cái cuộc giao dịch 3 cái phôi này 8 triệu rưỡi. 3 cái phôi xanh Nam Điền rất đẹp đây. Tôi đã làm xong chương trình để chia sẻ với các bạn. Bây giờ Đỗ Sinh tiếp tục đi với những cái gian hàng khác. Anh nhìn cái này có chuẩn ở cái xanh Nam Điền. Chào chú nhá. Đến đây chúng ta đến thấy vườn Mạnh Hoài. Có cái bệ xanh cổng làng và một số những cái bệ xanh điền rất là đẹp. Những cái bệ xanh ôm đá này bao nhiêu anh Mạnh Hoài ơi? Bao nhiêu?
40 triệu à? Cho to là đẹp. Tí nữa 40 triệu của bể này. Vừa bán phong Vũ Phong đằng kia 3 cái phôi 8 triệu rưỡi. Đếm tiền rồi. Đang gọi xe hư hới để chở. Thằng ấy nó bỏ hết triệu tiền xe vào đường triệu chở sang bên Vĩnh Phúc. Cái cổng làng phía ngoài kia chứ. Cổng bên kia à, chúng ta đến với một tác phẩm xanh cổng làng của nhà vườn Mạnh Hoài. Sẽ bệt hết vào đỉnh của mái cổng cũng như những cái trụ. Cái tác phẩm xanh của nhà vườn Mạnh Hoài cổng làng này bao nhiêu anh ơi? Giao lưu giá bao nhiêu anh? 100 ạ. Vâng. Anh báo giá 100 triệu. 100 triệu. 100 triệu đấy em ạ. Vâng. Thế em có bao nhiêu rồi? Em có bao nhiêu rồi? 99 triệu à? Nói chung là phải có vườn rộng. Phải có cái vườn.
tưởng có một ao cái hồ để lên trên đấy. Cái đây có ghi vật thành dáng đổ được anh ạ. Có phải anh đang làm để vật thành dáng đổ không? Dạ vâng chú ơi. À thế là tôi đoán đúng ý định của anh ạ. Cũng cho vào cái thống này luôn. Thống nhỏ hơn. Ây hay quá. Ôi trời ơi, tuyệt vời. Vâng, tôi đã đoán được ra ý định của các nghệ nhân. Từ một một tay của một cây. Có phải xanh tầng không anh? Vâng đúng. À lại là xanh tầng. Đúng rồi, đây cái còn các cái tay còn lại của cái tầng một đây này. Thế mà anh chọn lấy một tay thôi xong anh vật dáng đổ. Đấy của nó trước đấy, nguyên bản đấy. Đúng rồi. Mà lại trở thành một cây dáng huyền rất là côn. Đẹp. Mà xanh tán tầng thì đa số là xanh cổ, xanh già cây rồi. Và là xanh nam điền xịn rồi. Cái này sau này chắc là cắt bỏ chứ anh nhỉ? Dạ. Cái chỗ này phải cắt bỏ chứ nhỉ? Cái này này. Dạ vâng ạ. Để nó tạo thành cái điểm nhấn cái cung ở đây. Dạ. Đúng không? Cái dễ trống ấy. Dạ luôn rồi. Cháu vừa cắt mấy cái đấy rồi. Đúng rồi, đây bên này anh cắt rồi, còn bên kia còn cái đấy phải cắt bỏ. Thế còn có mỗi cái chỗ này tôi nên đang hỏi anh tí. Hỏi những người làm cây lâu năm ở đây đây. Ví dụ cái tay này thì nó xử lý hay cứ để thế này? Cây này nó có hai hướng chú ạ. Nếu mà cháu tách, cháu lấy một con trục rụt thịt ra này. Cắt đi cháu vẫn phải để cái dễ này để làm cây nữa. Còn nếu không thì vẫn để như này. Nếu để như cái huyền này thì phải bỏ cái này. Rồi. Thôi ạ. Thì nó mới xuống được cái cây nữa. Anh cái cây này để dáng huyền thì rất tuyệt vời rồi. Nếu thế thì phải cắt đi. Cắt bỏ. Đấy, rất đẹp. Đấy, chuyển thế cây thành dáng đổ là anh có rổ tiền. Anh nghe được câu đấy ở đâu chưa? Tuyệt vời đấy. Thế cái bệ đá này của anh à? Cảm ơn anh em trên này không? Vâng, và tôi được quan sát từ một cây xanh tầng. Anh lấy một tay của tầng thứ nhất, có cái dáng đi dẻo để vật xuống làm cây đổ. Rất là hợp lý. Đến đây Đỗ Sinh xin dừng cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp với những cái hình ảnh của triển lãm cây cảnh nghệ thuật Sơn Tây mở rộng lần thứ nhất.